nhất định cái quán nhích là phải khai trương vào ngày 7/11 để mừng sinh nhật cậu. Thì đúng ngày 7/11 là ngày anh Mang đang đi chôn. Đấy, tại ra chính vì thế là cái năm trước là đúng ngày 7/11 là ngày anh Mang đang đi chôn, thì ra từ đấy là không bao giờ anh làm sinh nhật. Thế như vậy là anh không làm sinh nhật nữa, như vậy ai biết thì cứ chúc, ai biết thì cứ đến, còn anh không bao giờ anh làm cái gì cái ngày này. Đấy, bởi vì anh quan niệm cái ngày đấy anh mất đi người thân nhất của anh. Ngay cái bạc cái ngày 7/11 cái ngày định mệnh gì của anh không biết nhá. Hey, chào các bạn nhá, thì một lúc nữa bây mình đang ngồi đây, các em yêu quý mang bánh đến chúc mừng sinh nhật mình, mang hoa đến tặng mình chúc mừng sinh nhật mình. Thế nhờ mình có nhờ ngồi đây anh em mình hoàn nguyên tí xong rồi tí nữa mình quay sang mình có thể ngồi giao lưu với các bạn nhá. Và vừa rồi là mình khi mình thổi lến ở đây là Trang hỏi mình là ước ao cái gì nhất, thì mình chỉ ước ao là các bạn không bom hàng của mình và đơn hàng có về nhiều nhiều một tí. Đấy, nó cái ước ao thiết thực nhất, bởi vì cái câu chuyện bây giờ mình là người bán hàng, mình đang là một người bán hàng. Đấy, và đang rất cần các bạn hàng, rất cần các khách hàng, tức là ủng hộ mình. Ok, ok các bạn. Đấy. Thế mà anh vẫn nói với các bạn là tương khi các bạn vào mua đồ anh thì tức là các bạn cũng đang gián tiếp, tức là cũng giúp đỡ một cái số người người nghèo, một số người tức là có hoàn cảnh khó khăn, bởi vì là khi anh bán hàng này tức là hàng một vài tháng anh sẽ lại trích ra một cái phần nho nhỏ anh đi anh làm từ thiện ở trong trực tiếp tại bệnh viện luôn. Đấy. Em nhớ là khi mà anh Hải đi Hà Giang ấy, thì việc đầu tiên của anh Hải đấy, như vậy và cho các cháu. Lúc nào cũng thế, mà rất nhiều bánh kẹo, và đặc biệt là bọn trẻ con nó cởi chuồng ở trên Hà Giang là anh ý, nó cũng hùa ra, nó rất thích anh ý. Mà bọn đấy là nó rất rát người nhá. Cái dân tộc mà mông đỏ nhỉ, mông đỏ nó rất là rát, nó không dạng người đâu. Nó cứ lẩn lẩn lên ra, mon men ra, anh Hải rất là được lòng của trẻ con. Cảm ơn Đông Hà là. Đọc được cái chữ ấy. Vũ Tiến Hoàng là anh Hải chưa mổ mắt đúng không ạ? Chưa. Sao mắt anh tinh đấy? Anh không nhìn thấy gì luôn này. Em thế. Anh nhìn chữ luôn. Tinh mờ mờ. Vẫn đọc được mà. Xa lắm luôn đấy. Anh Hải mà cũng bị bom hàng à? Anh vẫn bị bom em ạ. Anh vẫn bị bom như thường em ạ. À, ngày trước có chia sẻ với cả một cái bạn phóng viên báo, tức là mình chạy hộp tốc bốc gan từ Lam Hà về đúng không, để và tức là để ông đấy ông khách ông bảo ông xem hàng, nhưng vào nơi ông xem xe ông quay nhau chụp ảnh mình ông đi về. Đấy, thế còn bây giờ là có cái bạn vừa rồi ở tận dưới tỉnh, riêng cái tiền ship mình mất 900.000 ship giống cho bạn tới nơi xong bạn không lấy hàng bạn lại quay về, thế mình mất luôn 900.000 tiền ship, trả được cái gì, thôi thì cũng phải chịu, vẫn phải cười thôi, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Cái câu khẩu hiệu bây giờ nó không còn nữa nhỉ? Đúng không? Dạ. Em định bom hàng của anh nhưng mà thấy hàng chuẩn quá là em không dám bom. À được, ok, cảm ơn. Định bom à? Định bom. Anh tìm ước mơ rồi, anh đơn giản. Bom rồi xử lý chúng nó sao thì không, mình chỉ bảo là chắc là đồ của mình các bạn không thích thôi, nhắn các bạn trả lại. Thế hay là hoặc giả lúc đấy các bạn yêu quý mình, các bạn đang hứng lên, các bạn yêu quý mình, các bạn vào mua cho mình vui. Thế sao các bạn không lấy được cũng không sao. Không sao bạn nhá. Nhưng không sao thì có nghĩa đừng lặp lại nữa. Buồn lắm. Chú Hiếu mua... Mai đề bao nhiêu? Chú Hiếu mai đề về bao nhiêu chú? Em có cái phần mềm để lọc kết quả đề. À thế à? À. Có luôn à? Có luôn phần mềm. AI trí thông minh nhân tạo. À. AI. Tỷ lệ ăn một đoạn có khoảng 30%, trúng khoảng 30% được. Mai mai phí cơ mà. Không, trúng 30% là không được. Cái nhà tôi đang 100m, tôi cứ đánh đề theo ông, tôi còn ở khoảng 30m à. Đừng nghe nhá, tôi đừng không biết. Lô đề là em không nên. Lô đề là không nên, không nên. Em Dũng Zulu Nghệ An, ok, chào các em, chào Dũng Zulu, ngày nay cũng nhắn tin cho anh mà, Dũng Zulu bảo đang xây nhà. Đồng thì đọc hết tin nhắn được, hôm nay phải nghìn tin nhắn trên điện thoại. Được, ngày nay cứ phải soạn, nhiều lắm, nhiều cả nghìn cái tin. Cứ hắt tặng.
chú Hiếu hát tặng mọi người bài đi ạ. Đây, còn mọi chữ Bách đây này. Bách tỏ mặt chào nhà. Thì văn hóa trà, trà thì gặp trà, trà cái trà bào bánh pha pha thơm lắm anh ạ. Uống ngon lắm luôn đấy. Thế nhà ấy. Ok uống đi. Cái trà chị Phượng thì chị Phượng làm rồi. Ok rồi. Em xin ạ. Em mời uống em. Em rồi uống đi. Chị ơi, em mời chị Phượng. Em mời anh em đi. Dạ dạ. Uống đi. Mời cả nhà uống trà. Kia chị Trang mời uống trà. Đấy, tức là anh đang làm các mẫu trà này, đúng ra là ngày hôm nay là trà về kịp thì là ngày hôm nay là ngày anh đưa trà lên đấy. Nhưng mà chưa kịp. Anh thiết kế cái này thì anh lấy cái trà bà bánh thì lại anh lại lấy đúng cái bức tranh phố phái. Nó có cái xích lô này. Đấy. Nhưng mà anh nói là các bạn ở trên này rồi, tức là nhất định các bạn cứ bảo là phải ra một cái YouTube kể chuyện. Thì anh đã nói rồi là chú sẽ không kể chuyện về cái giang hồ đang há cả, mà chú sẽ kể chuyện về cái Hà Nội. Cái chuyện xưa thì chú biết, nhưng Hà Nội cũ thì có khi chú biết. Hà Nội xưa mình không dám nói nữa. Hà Nội xưa các bạn có thể vào trên mạng, nếu bây giờ cái các bạn để tra cứu được hết. Cái Hà Nội cũ của mình, cũ. Xưa khác Hà Nội cũ anh ạ. À? Xưa hẳn là xưa rồi, yeah. Còn cũ thì là mới cũ đấy thôi, yeah, mấy chục lắm. Mỗi một người sẽ có một cái quãng nhất định, thì anh nằm trong một cái quãng nhất định đấy. Nhưng mà anh kho tàng đấy thôi. Mà anh thì lại là đúng là như bọn anh nhá, ví dụ như 576 là anh sống qua một giai đoạn đổi tiền nhé. Đúng rồi. À, đúng không? Mấy ai sống đổi tiền không? 576 anh sống qua giai đoạn đổi tiền. Sau 585 anh lại ra qua giai đoạn đổi tiền. Như 585 anh qua giai đoạn đổi tiền thì 585 thì anh lại đang ở trong đơn vị, đang trong kho. Đấy, thành ra lúc đổi tiền trong kho nó cũng khác. Đấy, cũng cả đổi tiền ở ngoài đời. Đấy. Chứ các bạn giờ cứ tiền các bạn cứ tiêu thôi, không thấy đổi tiền. Các bạn chưa hiểu cái cảnh đổi tiền. Đấy. Trà là cái nước trà này. Cho mọi người xem cái nước trà. Chuyển qua cái quẹt thẻ nhiều. Nó màu đẹp quá anh ạ. Đây cái đấy. Kể từ tập liên 80 xe điện len keng thì chú. Xe điện là gắn liền rồi, xe điện là gắn liền cả những ai Hà Nội gắn liền rồi, đúng không? Là tàu điện. Nhảy tàu. Gọi tàu điện là tàu điện. Thế thì ví dụ bây giờ những người bị hâm đấy, đúng không? Người ta nói là con này bị len keng, tức là nói theo tiếng tàu điện, nói theo tiếng chuông tàu điện ngày xưa là cứ 4 giờ sáng là bắt đầu đạp này, cứ len keng, đấy cái tiếng chuông này đúng không? Là con này bị len keng rồi, là cái tiếng chuông tàu điện. Hay là con này nhảy tàu điện bị ngã, đấy đúng không? Là ngã đập đầu đất, đấy. Như vậy. Mà kỹ năng nhảy tàu điện là người. Nhà tức là nhảy tàu điện, anh nói nghe là ví dụ cái tàu đang chạy như này, bao giờ mà nhảy bổ ngược lại, bao giờ mà nhảy bổ xoay người lại. Chỉ mới không bị ngã, còn em mà nhảy theo tàu cái ngã đập mặt xuống đất luôn. Cái tàu đang chạy, cái quán tính nó sẽ lôi em đi theo. Thế em đi ngược lại quán tính nó, em bao giờ bổ, bọn anh gọi là bổ tàu. Bổ, mình phải xuống. Là phải biết bổ tàu. Mà cái tàu điện của Hà Nội nó có hay, nó chạy từ đầu Hà Nội đến cuối Hà Nội. Tức là ngày xưa, bây giờ anh ở đây gọi là Ô Yên Phụ. Hà Nội có nằm ở cửa Ô đúng không? Thì đây là Ô Yên Phụ này. Ô Đồng Mác là 2 này. Ô Cầu Dền là 3 này, ô Quan Trưởng là 4 này, ô Chợ Dừa là 5 này. Thế thì ô Yên Phụ này là tàu điện từ ô Yên Phụ là chạy về dưới Bạch Mai. Dưới Bạch Mai, đúng dưới rồi. Ngã Tư Vọng. Là về Ngã Tư Vọng,
là về ngã tư Vọng. Còn bắt đầu tàu điện ở Bưởi, ở trên chợ Bưởi là chạy về Bồ Hồ này, xong chạy tiếp về chợ Mơ là chạy qua phố Huế, chạy qua nhà anh em, về chợ Mơ. Xong rồi ở trên Bồ Hồ lại có một tuyến Bồ Hồ Hà Đông là lại chạy vào tận trong bến xe Hà Đông bây giờ. Đấy, xong lại có một cái tuyến nữa chạy lên Cầu Giấy, đến đúng công viên Thủ Lệ là hết. Đấy, nó như thế. Đấy, tàu điện. Chuyên nhảy tàu lên trên Bồ Hồ xe xuống chợ Mơ. Nó thấy nó xa nhỉ? Sao hồi xưa thấy hạn nó xa. Rộng? Nó xa ghê lắm. Đi xuống đến nhà bọn anh mà ở trên này, đi xuống Bách Hóa Tổng Hợp thôi. Để mua đồ thôi, là đi mua bút chì với thức kẻ của đám thấy nó xa. Đừng nói đi xuống đến Phú Huế. Sau đến Mơ nữa, California Mơ nhà ông Bách này. Nào anh đang ngủ dậy theo tiếng tàu điện. Tàu điện Huế mấy giờ chạy bắt đầu nhỉ? 4 giờ sáng. 4 giờ sáng bắt đầu chạy. Thế là không có tiền thì bắt đầu đu bong. Đu bong là cái chỗ hai chỗ lối toa tàu với nhau gọi là cái bong. Là ngồi đấy, là đu bong. Bây giờ các cháu không biết về cái chuyện Hà Nội cũ mấy. Hôm nào anh làm một video đi, làm một kênh nhá. Anh em mình làm một kênh video Hà Nội cũ nhá. Vì Trinh Nghi Tàm này, Trinh Nghi Tàm là ngày xưa nó có làng cổ là chuyên về cá trọi cây cảnh. Nói đến Nghi Tàm là cá trọi cây cảnh. Còn qua đây sang bên kia thì là bên đấy là toàn quất với cả hoa đào. Đấy, bây giờ người ta mới phá hết đi. Trẻ con rồi có biết chơi cá trọi không nhỉ? Có. Có, bây giờ có. Vẫn còn. Còn nó chơi đấy. Vẫn còn. Ít á. Ít. Cá trọi ít. Cá trọi bị cấm. Cá trọi là bán cá độ. Chơi cá trọi bị cấm hả? Không, không, không bị cấm. Có nghĩa là bọn nó hay đánh cá độ. À. Không như ngày xưa thì có đi chơi. Cứ đến mùa hè lên Nghi Tàm mua cá trọi, lên Nàng Yên Phụ mua cá trọi. Giữa ít trò chơi. Nhớ những cây nước sạch họ đặt ở các ngã ba ngã tư, tức là anh nói cho Nguyễn Duy Trịnh đúng không? Duy Tuyên, tức là cái công nhận là cái ngày xưa bây giờ nha, bọn em mất đái, bọn em phải mất tiền mới được đi đái. Nhưng ngày xưa là một từ các ngã tư ngã năm thì thường thường có một cái hồ xí công cộng nhỉ. Sau lại có một cái máy nước công cộng, gọi là máy nước công cộng. Đấy, là máy nước công cộng. Bây giờ các về các máy nước mất hết rồi. Đấy, cứ ra máy nước buổi đêm là tức là các xô thùng xếp dài bao nhiêu chục mét thế này. Thế không phải là chỉ có mỗi đi xếp hàng mộ dịch thì mới có viên gạch, mà kể cả là xếp thùng lấy nước cũng có viên gạch luôn, cứ đá từng thùng. Tức là người đứng xếp hàng sau cái thùng. Cứ thùng trước người ta lấy rồi, xong lại thùng sau mình cứ đẩy lên, chứ không ai chen lấn nhau. Cái chỗ máy nước công cộng là chỗ buổi đêm là thanh niên đi chơi về ra máy nước, bắt đầu tắm ở ngoài máy nước, rồi các bà ra giặt rũ thứ đều là tranh thủ buổi đêm ra máy nước công cộng hết. Các máy nước công cộng. Quen nhau, yêu nhau, máy nước công cộng thân thiết. Máy nước công cộng. Xếp hàng, ngày xưa phải xếp hàng, xách nước. Anh Hải có làm những cái series kể chuyện. Thế ngày xưa là có nhiều cái nhiều, tức là về cái mình chỉ nói đây, bây nhiều cái của Hà Nội nó mất đi. Chẳng hạn ví dụ bây giờ không còn các cảnh mà cái ông tổ trưởng tổ dân phố ông đứng gõ kẻng keng tất cả các nhà, mỗi nhà một cái chổi ra quét cửa nữa. Em có nhớ không? Ngày xưa là cứ gõ kẻng keng tất cả các nhà nó ra hết ngoài đường quét ngõ quét cổng, đúng không? Quét ngõ quét cổng. Rồi một cái nữa là bọn học sinh bây giờ anh thấy bọn học sinh ở đi học là quá khổ đi. Nó cứ phải học thêm học như học đủ các thứ luôn. Mà cặp sách nó lặng không chịu nổi, mà anh bê cặp sách của trẻ con này, anh còn bảo mẹ ngang đi tập gym. Thế nhưng mà ngày xưa đấy mình có 3 tháng hè. Thỉnh thoảng mới đi học hè thôi, còn đâu hầu như là chơi không, mới cả tập nghi thức đội. Là các phố ngày xưa nó rất là vắng. Thế tập nghi thức là tập giữa đường luôn. Chẳng hạn như là cái phố Lê Văn Linh ở chỗ nhà anh, chỗ đây là chỗ giống như một cái sân tập. Tất cả các học sinh là cứ từng liên đội một ra đấy tập nghi thức. Tập nghi thức ở đấy, xong rồi bắt đầu đến gần cuối năm vào lớp học, một cái là bắt đầu là có đi nghi thức
thi nghi thức của các trường kéo lên cung văn hóa thiếu nhi đấy, hoặc cung văn nhà hóa của quận của thành phố đấy để đấy đi thi nghi thức. Nhưng bây giờ anh thấy học sinh là không còn nữa, cả đấy không còn. Mà học sinh em chỉ học nửa ngày nhỉ, còn nửa ngày lại không nửa ngày đúng rồi. Sinh hoạt hè mà nhà nó rất là hay nhá, các anh chị cấp 3 nhá, đến hè là các anh chị cấp 3 sẽ làm phụ trách đội, là sẽ xuống phụ trách mình ở dưới đúng không? Đấy là nó hay vậy. Thế còn cái cảnh khổ nữa là như này này, mỗi một lần mà phải đóng kế hoạch nhỏ là cái hàng kem ở Bồ Hồ ấy, không nói như hàng kem chợ Đồng Xuân thôi, là phải cứ phải có 1-2 chục đứa trẻ con đứng nhìn này. Thế ông kia đang đứng ăn kem hay bà đang đứng ăn kem này, cả chục đứa nhìn nó, nhưng không phải nó trâu mồm mà nó chờ ông lén cái que kem nó nhảy vào bàn chộp, tức là phải đóng nộp kế hoạch nhỏ bằng que kem đấy rồi này. Đấy, 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 đấy nhỏ bằng que kem đúng không, sổ số giấy báo soi sổ số đúng không, chỉ trông chờ trượt để mà rút sổ số. Đấy, vỏ bao thuốc lá sông cầu này, tam thanh nữa đấy, đấy vỏ bao thuốc lá từ xếp thành hình tam giác chơi lia giáp để ăn. Cái trò lé mông bơ là bắt đầu từ lúc mà sau giải phóng bắt đầu mới có trò lé mông bơ. Còn trước đấy là chỉ chơi đánh khăng chứ mới là trò nhạc, còn sau giải phóng bắt đầu cái trò chơi ném bơ. Mà đi học gặp nhiều thằng lớp lớn lớp trên, nó ra cầm cái quốc mộc đi học, cầm quốc mộc ném cốc 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 cái tránh ra thật xa không vỡ mặt. Đã. Bạn đang muốn hỏi cái tên bức tranh đằng sau lưng của anh Hải. À, tên bức tranh này là người ta gọi là bát mã truy phong được, mà người ta gọi là mã đáo thành công cũng được. Đã. Bức tranh này như vậy. Thế trong một bức tranh này thì trong bức tranh này thì em cứ để thôi. Trong cái bức tranh đây là 8 con ngựa thì người ta cứ khi treo tranh ngựa là cái việc đầu tiên người ta là cái con ngựa nó phải chạy vào trong nhà, nó chạy chạy trong nhà hoặc chạy ngang nhà, chứ con ngựa không được chạy ra cửa, bởi con ngựa là mang tài lộc đến. Thế nên chạy vào nhà thì mang tài lộc vào nhà. Thì là 8 con ngựa này là số 8 thì đã là phát rồi. Thì đi cái trong bức tranh ngựa này thì người ta sẽ lầm tưởng đây là con ngựa đầu đàn, nghĩa lầm tưởng con ngựa đây là con ngựa đầu đàn, nó chạy đầu, tần lầm tưởng ngựa đầu đàn này, nhưng không phải, nếu đúng ra thì phải là cái con này mới là cái con đầu đàn. Thì con đang quay lại. Là quay lại để nó thúc giục đồng đội tiến lên, nó kiểm soát cái đội hình, nó mới là con chỉ huy. Đấy, tranh này là mã đáo thành công bạn nhé, tranh này mã đáo thành công. Đấy. Cái tranh này đắt không anh? Tranh này có 80 triệu. Ôi, rẻ. Đấy, 80 triệu. Bằng gỗ hương đỏ. Gỗ hương đỏ. Gỗ hương đỏ. 2m8 x 1m7 x 15cm. Đấy. Đẹp nhỉ? Đấy. 2m8 x 1m7. Thế thì to như một cái giường. Đấy, nó to như một cái giường rồi. Ok, chào. Chào Phương Lê. Phương Lê này, chị Phương Lê này chính là Việt Kiều Canada. Đấy, chị người Hải Phòng, cũng ở Canada từ nhỏ. Hôm rồi Phương Lê có về đây cũng chia sẻ mình cái câu chuyện mấy hôm rồi lùm xùm đấy. Bảo thôi anh ơi, bây mình hướng Phật rồi thì cái tâm mình tâm Phật này, cứ để ngoài tai mọi chuyện. Con cái gì? Con chiến lên đi đầu giả chết. Đấy, đẹp, nhà mà đấy. Này đẹp, đấy. Việt Nam, chính ra Việt Nam là được mua rẻ. Cái bức này ngày xưa vẫn đang cửa khẩu, vẫn đang thông thương, thì cái bức này mình xuất đi. Xuất đi thì cái bức này là mình có thể làm là nó to vô tận. Tức cái nhà mình bao nhiêu, anh sẽ thiết kế cái bức tranh này to bấy nhiêu. Đây là đồ, đều là đồ các em anh ở nào. Không phải như phủ điêu nổi cả như 3D, đúng 3D. 3D. Sau. 80 triệu em thấy rẻ. Rẻ công đục rồi. Cái này mà biếu mấy cái nhà ông nào mới xây nhà và nhà to. Chính là biếu thứ hai là nó về phong thủy ạ. Có mộc. Mộc là cột chống trời ạ. Đây về vì nói về phong thủy, nói về kinh dịch rồi gặp chị Trang này đúng không? Cái gì các bạn cứ hỏi gì?
Nói không làm được. Chúc chú mạnh khỏe. À, đấy. Đeo vòng trầm được. Đấy, vòng trầm là anh đang học Trang nhiều. Học Trang nhiều về cái cách nói chuyện của vòng trầm, truyền tải vòng trầm. Trầm gương thì ai cũng đeo được anh ạ. Không cần phải mệnh nào trong ngũ hành cả. Vì nó lại mang linh khí của đất trời. Nó vừa bao gồm cả kim, cả mộc, cả thủy, cả hỏa, cả thổ. Và ai cũng nên đeo. Ai cũng nên đeo một chiếc. Thực ra mình không phải vì bán trầm mà anh em mình nói thế thì nó. Chuỗi trầm hương và cứ đeo 4 vòng ấy ạ. Thì mọi người cứ nghĩ là số tử là 4. Nhưng thực tế ra mà đeo một cái chuỗi 6 đi ấy, mà nữ đeo thì sẽ đeo vừa 4 vòng tay. 4 vòng tay nó có ý nghĩa là 4 mùa bình an. 108 hạt là đoạn trừ 108 cái muộn phiền của cõi nước, cõi người. Và mình đang sống trong một cõi thôi. Nhưng mà khi mà mình đeo 6 ly thì mình sẽ bị đeo 4 vòng. Nếu mà là nữ mà nó có ý nghĩa là 4 mùa bình an. Thế nên là trong kinh Phật là thường thường nói 108 biến nha, 108 biến. Cứ mỗi một chuỗi, mỗi một lần tụng là 108 biến. Còn nếu mà mình không có tụng kinh và mình không phải là người mà thiền định thì bản thân mình đeo cái mộc này á rất là tốt. Cái mộc như phải là chấm hương. Dạ. 108 hạt mà 6 ly thì đeo vừa 4 vòng tay mà em thấy giá thành lại rất hợp lý. Bạn hỏi bức tranh này dài rộng bao nhiêu? Dài là 2m8 và nhân 1m7 và chiều dày là 15cm. 2m8 nhân 1m7. Phương Anh trả lời tin nhắn cho các bạn đấy kìa. Và giá của nó có 80 triệu thôi ạ. 80 triệu. Em đang ngồi gần ngay cái kích thước ở đây em đọc hộ. Mạ đáo thành công. Chất liệu là gỗ hương đỏ. Cái này là tháng giờ nhỉ? Lộng lắm. Anh đang sửa lại cái bức Tam Dương Khai Thái kìa. À, anh đang đục lại đấy, cái bức bằng gỗ Ngọc Am đấy. À, anh đang đục lại mấy ngày nay anh ngồi đục. Anh đục mà. Anh đang đục. Chúc mừng sinh nhật.